Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Kỷ Vật Chiến Tranh nha. Hôm nay thì em lên áo, em về được vài cái áo pilot cũng như là ở đây có một cái áo combat, áo dài tay, áo combat nha. Này là cái màu không quân Mỹ, cũng như ở đây là cái áo mưa Bắc Ca, cái này màu ACU. Rồi đây thì màu không quân nè. Hôm bữa thì nhiều anh em hỏi cái này nên là em soạn ra được còn được mấy cái, sẵn thì giới thiệu với mọi người luôn. Đây, áo pilot trực thăng, hàng lưu kho chưa qua sử dụng. Đây là một cái áo cảnh sát Mỹ. Áo cảnh sát Mỹ, cái này gần như mới luôn, cái này rất là đẹp nha. Rồi, bây giờ thì em vào chi tiết trong video nha. Mọi người quan tâm áo nào thì cứ liên hệ với em là 0983880344. Rồi, em lên cái mã đầu tiên. Mã đầu tiên ở đây là một cái áo combat. Size là size M, hàng đã qua sử dụng, độ mới khoảng 90%. Nói chung là không lỗi, không rách lũng, không có thấy dơ gì nha. Áo này thì size M, size của nó là size M, màu là màu không quân Mỹ, hãng là Maxxip sản xuất. Áo này sản xuất 2009. Áo này hàng chuẩn cấp phát quân đội Mỹ, sản xuất năm 2009 nha. Cái thông số của nó thì cái vai nó là 50. Vai 50, tay 57, dài 76. Vai 50, tay 57, dài 76, E100. Thì cái này em nghĩ là cái anh em là tầm 65-68 kg và cao tầm 1m7, cao tầm 1m7 và nặng 65-68 kg thì mặt nó sẽ rất là đẹp. Tại với lại là cái áo này á, thì khi mọi người mặc thì nó sẽ ôm vào người nha, nó hơi bo nha chứ nó không có rộng. Đó, ở đây thì người ta có lót cái ở đây này, có cái phần da giống như gọi là da cóc nè, để mình bảo vệ cái khuỷu tay á, khi mình nằm á, khi mình nằm ấp á, hoặc là khi mình ngắm bắn rồi đó. Rồi, nói chung áo này là chuẩn cấp phát của Mỹ nha, không có bị dơ, không bị rách lũng. Hàng đã qua sử dụng, độ mới khoảng 90%. Anh em nào tầm 1m7 đổ lại, nặng 65-68 kg thì mặc áo này đẹp nha. Giá của nó là 500.000. Áo này giá 500.000. Áo combat màu không quân Mỹ, 500.000. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì đây là một cái áo mưa. Áo mưa của Mỹ màu ACU nha. Cái gọi là áo mưa Bắc Ca đó. Cái này thì hôm bữa em có soạn ra được một cái, thì em có giới thiệu thì rất là nhiều anh em hỏi nên là em soạn thêm được vài cái nữa. Đây, cái này là size M. Áo này thì sản xuất là đời 2004 nha. Áo này sản xuất đời 2004. Còn khá là mới, rất là mới luôn. Nhìn cái tem là biết nó rất là mới nha. Size M. Size M thì mấy cái này thực ra áo mưa thì người ta cũng không có quan trọng mấy cái số đo vai lắm, tại vì mặt nó rộng rộng một chút xíu cũng được. Áo này thì nó dài 85 nha. Áo này thì dài 85 cm. Áo này sử dụng là khóa nhựa này, khóa nhựa, khóa nhựa Idea nha, khóa nhựa Idea USA. Đây, áo này thì nó dài 85 cm nha, dài 85 cm. Như em mặc thì giống như em khỏi mặc quần luôn, nó hơi dài, nhưng mà tại vì cái này là nó không có quần, cái dòng áo này nó không có quần nha. Nhiều anh em hỏi khó là bảo sao là bán áo mà không đo vai, thì thực ra áo mưa thì nói chung là mấy cái vai nó mặc nó rộng một xíu cũng được, cũng không có sao. Với lại người ta thiết kế nè, đó mọi người thấy không, cái này mình mặc vào mình mới biết cái vai nó ở đâu, còn không thì người ta may ở đây người ta đâu có may cái đường vai đâu. Nó không giống như là mấy cái áo pilot hay áo khoác, áo mưa thì nó rộng rộng một xíu cũng được. Áo này dài 85 cm nha, nó dài 85 cm, thì anh em nào cứ tầm 70-75 kg, 70-75 kg là em nghĩ là mặc đẹp nhất. Áo này là có cái mũ che đầu như thế này. Đó, đây là áo mưa nha, áo mưa size M. Size M áo này thì độ mới, nói chung là gần như mới đó, khá là mới. Nhưng mà người ta để lâu người ta không xài đó, thì nhiều khi về anh em phải giặt sơ sơ lại. Đó, cái dài từ đây xuống dưới là dài 85 cm.
Cái này thì em bán 500.000 nha. Áo mưa Parka. Cái này bữa nhiều anh em hỏi nè. Anh em nào quan tâm thì liên hệ lại cho em nha. Rồi giá là 500.000 cho cái áo mưa này. Rồi tiếp theo cũng đây cũng là một cái áo mưa, nhưng mà cái này thì màu không quân Mỹ nha. Áo này thì màu không quân Mỹ. Thì nó cũng giống như cái áo kia thôi. Nó cũng là size M. Size M thì cái chiều dài của nó là 85, khóa là khóa nhôm. Khóa nhôm Idea. Idea USA. Khóa nhôm Idea nha. Rồi áo này thì cũng có giá là 500.000 luôn. 500.000. Áo này là áo đi mưa, nhưng mà em nghĩ là đi mưa thì kiểu như đi mưa vừa vừa thôi. Chứ mưa lớn quá thì nhiều khi nó cũng ướt. Tức là áo này mình khoác bên ngoài mình đi mưa. Đây, tức là theo thông số nhà sản xuất người ta để nè. Áo Parka. Rain suit nè, rain suit tức là áo đi mưa. Rồi áo này thì giá 500.000 luôn nha, 500.000. Em xin lên mã tiếp theo. Đây là một cái áo Pilot NASA màu đỏ. Pilot NASA màu đỏ, hãng là hãng Alpha sản xuất nha. Đây, hãng Alpha sản xuất. Cái này là bản thương mại nha, không phải là bản cấp phát của quân đội. Nó là bản thương mại do Mỹ sản xuất dành cho thị trường Đức. Áo này thì mới 100%, chưa qua sử dụng. Đây, nguyên tem, nguyên mác. Thì đây, sản xuất cho thị trường Đức thì nó sẽ có ghi là Dep Money ở đây nha. Đó, cái này do hãng Alpha sản xuất. Hãng Alpha là của Mỹ. Còn cái này là Dep Money, tức là nó sản xuất cho thị trường Đức. Áo này là size M. Size M thì cái thông số của nó là vai 46, tay 67, dài 64. Vai 46, tay 67, dài 64. Thì cái này em nghĩ anh em là tầm 1m65 đổ lại. Cao dưới 1m65 và nặng từ 60-62kg. 60-62kg là mặt đẹp cái áo này nha. Màu đỏ. Thì cái size này em có hai màu, là màu đen nè, màu đen và màu đỏ. Hai cái đều size M. Size M thì cái vai nó 46, tay 67, dài 64, eo 100. Anh em nào cao dưới 1m65, nặng từ 60-62kg, nói chung là dưới 62kg thì mặc sẽ rất là đẹp. Rồi áo này hôm nay em sale giá là 2.300.000. Áo này giá là 2.300.000 nha. Áo Pilot NASA màu đen và màu đỏ, 2.300.000 một cái. Rồi tiếp theo, đây là một cái áo khoác. Áo khoác dù. Đây hay gọi là áo lạnh đi. Đây gọi là áo lạnh nha. Áo này là của cảnh sát Mỹ. Áo cảnh sát Mỹ. Cảnh sát Mỹ nha. Màu đen. Khóa là khóa nhôm. Cái này là do hãng là Safegua sản xuất. Nhà máy của Mỹ đặt tại Trung Quốc. Đó, áo này là của Mỹ, nhà máy thì sản xuất đặt tại Trung Quốc nha. Đây, tem của nó nè, Made in China nè. Cái hãng của nó là hãng của Mỹ. Nhà máy thì đặt tại Trung Quốc. Áo này thì độ mới trên 95%, áo này còn rất là mới. Áo này là bản mùa đông nha, tức là áo lạnh đó. Áo cảnh sát Mỹ. Ở trên này thì nó có cái cổ nè, cổ lông này nó sẽ rất là ấm vào mùa đông. Rồi em sẽ đọc cái thông số của nó nè. Vai 50, tay 63, dài 70. Vai 50, tay 63, dài 70. Thế này anh em nào cao tầm 1m7 đổ lại, nặng tầm 65-67kg cũng mặc được nha. 65-67kg, cao tầm 1m7, nặng 67kg quay đầu thì sẽ mặc sẽ rất là đẹp. Rồi áo này em bán giá là 1.200.000 cho cái áo cảnh sát Mỹ. Áo cảnh sát Mỹ nha. Hãng của Mỹ và nhà máy thì đặt tại Trung Quốc. Đó, em để nguyên tem nguyên mác nha. Rồi 1.200.000. Rồi em lên tiếp một con áo Pilot trực thăng. Pilot trực thăng size là size S nha. Size S. Áo này thì mới 100% và sản xuất là đời 1980. Khóa đồng nè. Khóa đồng Scoville. Đuôi cá. Áo mới 100% nha, sản xuất năm 1980.
Bản này là bản mùa đông. Bản mùa đông. Size là size small short. Ở phía sau đây nó có cái phần thông gió. Tức là mình mặc mà nó nóng quá thì mình mở cái này ra cho nó mát cái lưng của mình. Còn nếu nó lạnh thì mình đậy nó lại, dán nó lại. Sử dụng khóa đồng Scoville. Khóa đồng Scoville nha. Bản này là bản chuẩn cấp phát của quân đội, hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Bo rin không bị xù lông không gì hết nha. Tại vì nó là áo chưa qua sử dụng. Này là bản chuẩn cấp phát. Vai của nó là 48, tay 59, dài 63. Vai 48, tay 59, dài 63. Chất liệu vải chống cháy. Màu xanh ô liu. Vải là vải chống cháy nha. Vai 48, tay 59, dài 63. Cái này anh em nào cao dưới 1m62 và nặng dưới 60kg. Nặng dưới 60kg và cao dưới 1m62 thì sẽ mặc vừa. Còn trên 1m62 là mặc nó sẽ bị ngắn nha. Lưu ý giùm em. Với lại nguyên bản là áo pilot mặc nó đã hơi ngắn ngắn rồi. Mà mình vượt quá cái chiều cao cho phép thì nó sẽ càng ngắn hơn nữa. Cho nên là cái này anh em là dưới 1m62 và nặng dưới 60kg. Áo pilot trực thăng của Mỹ đời 1980. Hàng chuẩn cấp phát này, chưa qua sử dụng nha. Rồi giá cái con này là 3.200.000. 3.200.000 nha. Rồi, còn một con cuối nè. Con cuối này là đây là con pilot tàu hạm, chất liệu vải chống cháy luôn. Con này thì đã qua sử dụng và size nó là size L. Áo thì còn khá là mới nha, không có bị không bị rách hay không bị lỗi, không bị bạc màu gì hết. Áo này sản xuất là đời 1992. Áo này size L nha, vai 52, tay 68, dài 69. Cao tầm 1m7, nặng 70kg quay đầu. Nói chung 70-72kg cũng được. Cao tầm 1m7, nặng tầm 70-72kg quay đầu. Áo pilot tàu hạm, hàng đã qua sử dụng nha. Cái này đã qua sử dụng, bo thì nó không có xù lông nhưng mà nó có giãn nè. Đó, nó có giãn nè, mọi người thấy không? Tức là nó đã qua sử dụng, nhưng mà bo là bo rin nha, không phải là bo thay. Boring. Sử dụng khóa đồng Scoville. Cái áo này nó là bản mùa đông. Nếu mà nó mà chưa qua sử dụng thì nó phải trên 4 triệu nha. Nhưng mà cái này thì nó đã qua sử dụng. Cái này em bán giá là 2.500.000. Áo này giá là 2.500.000. Áo này thì nó có bị đứt chỉ một chút xíu nè. Đây nè. Đây, đã mời theo. Ví dụ nó có cái đường chỉ này. Nó bị đứt. Nhưng mà đó là đường chỉ ngoài thôi, nó không ảnh hưởng gì nha, nó không phải là nó bị đứt, nó hở vải ra. Đó, nó không có hở gì hết nha. Cái đó nó ở dưới cánh tay, ví dụ mình mang cái này thì người ta cũng chẳng thấy. Mình phải dỡ cái này lên thì mới thấy nha. Đó, hai bên thì như nó có đứt mấy đoạn đó. Nó không có hở vải không gì hết. Không ảnh hưởng gì nha. Rồi áo này thì em bán giá thanh lý là 2.500.000. 2.500.000 cho con pilot tàu hạm vải chống cháy đời 1992 size lát. Cao tầm 1m7, nặng tầm 70-72kg quay đầu thôi. Rồi giá là 2.500.000 nha. Rồi hôm nay em lên vài cái áo này thôi. Mọi người quan tâm cái mã nào thì cứ liên hệ với em 0983 880 344 nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.